của chuỗi lý thừa để tính gần đúng tích phân. Ok không? Mình ghi ngắn gọn là tính gần đúng tích phân à. Vừa xem hình đó, bạn em thấy không? Alo. Em thấy. Ok, tính gần đúng tích phân. Theo như em đề cập là em chỉ học 4 cái hàm thôi, thì đầu tiên em phải thuộc 4 cái khai triển này, thuộc ha, đó là cái công thức ha. Ok, để mình copy cái công thức vào. Em có tìm cách nào đó em share về màn hình cho nhanh, khỏi phải ngồi chết nó lâu. À. Rồi để mình sửa lại cho nó đẹp lại xíu. Chờ tí. Ok. À. Xóa cho nó đẹp và mình copy vào. Đây là 4 cái khai triển mà mình sẽ là sử dụng. Rồi mình sẽ copy vào cho. Rồi, nó bằng công thức là dấu tổng. Đây ha, 4 cái này ha. Nó bằng dấu tổng luôn là công thức tổng. Nó bằng dấu tổng luôn là công thức tổng quát. Đây là công thức tổng quát. Còn cái này mình biết thừa rồi, thừa thằng này ha. Để số lại một lần nữa với cho nó đẹp ha. Đẹp xíu cái em sao lưu về. Ok. Rồi, thuộc 4 cái này ha. Rồi, sao lưu về thì sao lưu ha. Tương tự cái dưới thì mình có thể khai chuyển ra trên n bằng 0, n bằng 1, n bằng 2 tăng lên. Tức là viết tường minh, viết mẫu ra cho vài cái đó. Ha. Vài cái mình cần thuộc là 4 cái này. 4 cái mình gạch đỏ này nha. Yeah. Rồi, bây giờ mình áp vô, mình nói bài đầu tiên là bài của em trước ha. Mình ghi lại cái đề của em. Cái đề của em là cái tích phân là sin x bình đế ha. Mình có là bài 1 nha. Yeah. Tích phân đi từ là 0 đến 1. Sin của là x bình dx. Rồi, đầu tiên là mình sẽ đi tìm khai triển bước số giải ha. Bước số 1 là mình sẽ áp dụng khai triển này, đây ha. Khai triển này nó đúng cho x thì nó cũng đúng cho u tổng quát. Thì từ đây mình suy ra khai triển cho u tổng quát nha. Sin u nè, mình dùng cho u nè. U là tổng quát là hàm chứa x. Thì nó bằng là tổng đi từ là trừ 1 đến n. Trong trường hợp này sẽ là u mũ 2n cộng 1 nó chia cho là 2n cộng 1 factorial n từ 0 vô cùng. Cái này đúng cho x thì cái này sẽ đúng cho u, chứ là u tiến đến 0. Ok ha. Rồi, bây giờ mình áp dụng trong trường hợp này là u bằng x bình và mình sẽ có được khai triển của thằng là sin x bình. Cái này nó tổng quát nên mình sẽ áp dụng cho cái này. Ok ha. Với u là x bình, hiểu không? Áp dụng ha. Và nó bằng là tổng đi từ là trừ 1 mũ n từ 0 đến vô cùng. Mình sắp vô cái này ha. Ở đây mình sẽ có được là x bình phương mà nó mũ tiếp là 2n cộng 1. Ha, mình nháp này nha. X bình phương mũ 2n cộng 1. Thì mình có công thức là x mũ a mũ b này. Thì mình bằng là x mũ của a nhân cho b. Hiểu không nào? Rồi, vậy cho đây mình sẽ được là x mũ của 4n mình cộng cho 2. Thấy thầm không? Hiểu không? Hiểu. Ok, vậy sẽ được là x mũ 4n cộng 2, x mũ 4n cộng 2 mình chia cho là 2n cộng 1 factorial là trả thừa đó, đúng không? Rồi. Yeah. Mình nhắc lại nha, cái này là khai triển đây là dành cho x. Đây nè ha. Mình áp dụng tổng quát cho u và u mình áp dụng cho trường hợp là x bình. Ok ha. Rồi. Yeah. Bây giờ mình lấy cái thằng mà sin x bình mình vừa có khai triển mình sắp vào cái tích phân. Tích phân đi từ 0 đến 1 của là sin x bình dx. Nó sẽ bằng là tích phân tổng đi từ 0 đến 1 n chạy từ 0 đến vô cùng của là trừ 1 đến n. Ở đây sẽ là x mũ 4n cộng cho 2 chia cho là 2n cộng cho 1 dư thừa. Và đây sẽ là đóng ngoặc lại đây, còn một cái này sẽ là dx. Ok không? Yeah. Rồi bây giờ mình sẽ tích phân của một tổng nè thì nó bằng tích phân từng cái, mà từng cái thì toàn bộ nó đều có dạng như thế này hết, và chỉ đơn thuần là mình tích phân cái công thức tổng quát chỗ này thôi. Ok, vậy mình sẽ bằng này ha, mình sẽ bằng giúp tổng mình viết lại nha. Tích phân một tổng sẽ bằng tổng từng tích phân, ra được là n0 vô cùng. Cái này là hằng số viết lại nha, mình sẽ được là trừ 1 mũ n. Ok, trừ 1 mũ n ở trên này ha. Rồi áp dụng quy tắc là mình tăng một bậc, nó đang là mũ 4n cộng 2 mình tăng một bậc lên thành là x mũ 4n cộng 3. và mũ bao nhiêu thì mình chia bấy nhiêu, nhớ à. Rồi, cái gì thắc mắc thì hỏi. Khúc này quan trọng à. Khúc này là mình phá với tích phân, ok không? Được không? Rồi, bây giờ mình thấy cận qua. Cận trên thì nó bằng 1 luôn, xếp vô đây, cận dưới nó bằng 0, vậy kết quả nó bằng cận trên thôi. Vì thắc mắc thử à. Ok. Rồi, ok. Cái thằng không? Dạ. Còn cái thằng không? Dạ kịp. Kịp luôn không? Rồi, bây giờ mình phân tích này, vấn đề đặt ra người ta yêu cầu mình tính xấp xỉ là mình phải tìm được n bằng bao nhiêu. Ok ha. Rồi. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ mở rộng một cái lý thuyết tiếp, xuống đây mình chép một cái lý thuyết nữa nha. Ok ha. Giả sử như mình có được là cái sa số của mình rồi nha. Cái sa số của mình là r đi, chuyện đó nha. Nó sẽ nhỏ hơn bằng nè. Là cái thằng là triệt đối của là số hạng thứ a n cộng 1. Ok, ở đây mình nếu mà ở đây mình dùng cái thằng a n đây thì trong này mình sẽ đi lui lại một xíu, và trong giờ đây mình sẽ áp dụng này nha, mình có này nha. Cái nền tảng của nó là dựa vào chỗ này. Dưới chỗ này là a n cộng 1 nha. Thì trong này mình sẽ lấy cái tổng mình lấy sẽ tới n, tức là cái s mình lấy lui lại một cái n. Rồi. Đắp khung cái màu đỏ đi. Rất là khó hiểu nha, nhưng bây giờ mình sẽ viết cho dễ hiểu nè. Cái này là câu lý thuyết nha. Ok, chú ý nha, nếu chỗ này mà n cộng 1 mình lấy ra thì trong này mình lui lại một cái n, bởi vì mình áp dụng này nha, được không? Rồi, giờ mình xét nè, mình có là cái phần sa số nè, bây giờ nó sẽ nhỏ hơn một bằng, rồi số hạng thứ ở đây mình cho n cho dễ làm đi nha, ok ha, rồi trong này là cũng là cái này cũng triệt đối nên là trừ 1 mũ n, mình bỏ luôn trừ 1 mũ n, thì mình ra được số hạng tổng quát 1 chia cho là 2n cộng 1 dây thừa và 4n cộng cho 3. Ok không? Đây là công thức sa số chú nha. Vì tại đây mình đang lấy thứ n nên trong này mình khi mình tính cái giá trị trong này nè thì mình có là thằng r nè. Nó sẽ bằng là s trừ cho sn. Nha. S là giá trị chính xác, sn là giá trị xấp xỉ. Vì chỗ đây n thì chỗ đây n cộng 1 mà bây giờ mình xem chỗ này là n thì trong này mình xuống đó mình lui lại là n-1. Chú nha, được không? Rồi. Thì mình cho cái này nó nhỏ hơn, đề bài nó cho mình là không được vượt quá 10 mũ trừ 2. Ok chưa? Trừ 3. Rồi trừ 3 sẽ là trừ 3. Rồi, bây giờ mình sẽ giải bóc phương trình này mình tìm n. Ok không? Mình chọn n nè. Rồi bây giờ mình lấy mấy mình bấm nè. Bấm y chang mình là được ha. 10 mũ trừ 3 là 0.001 ha, để mình viết ra số thập phân luôn. Đây là 0.10 mũ trừ 3 viết luôn ha, là 0.001, ok ha. Rồi bây giờ mình sẽ nhập cái function của cái mình vừa có này, cái vế bên trái đó ha. Ok, vậy mình sẽ có được như sau ha. Một nè, mình vì mấy mình không có n mình nhập sẽ là 2x cộng cho 1 ha. Cái này là factorial, nó sẽ nhân cho là 4x cộng cho 3. Ok chưa? Được không? Ok không? Nhìn vô đây. Đây là mình nhập cái trái nè, bây giờ mình bấm kho. Mình nhập chu 0 có thể nó nhỏ hơn. Đúng thì mình dừng liền nha, ok không? Rồi, chắc chắn là nó không nhỏ hơn không nhỏ hơn rồi, ok chưa? Rồi, mình tăng lên n bằng 1. Confirm. Cũng không nhỏ hơn luôn đúng không? Ok. Tăng lên n bằng 2. Rồi nhớ hơn rồi nè, ok chưa? Được không? Rồi chọn n bằng 2, ok chưa? Nhìn ha, 1, 2 là ở đây là tới 3 số 0 này, cái 2 số 0 thôi, mình 3 số 0 đương nhiên nó nhỏ hơn rồi, đúng không nè? Confirm lại nè, confirm n bằng 2 nè, ok ha, rồi đó, được chưa? Ok không? Rồi vậy mình chọn n bằng 2, n bằng 2 vậy mình sẽ có được cái tích phân nó sẽ sắp xỉ như sau, cái này lý thuyết trước rồi nha, ok nha, rồi, vậy mình sẽ có được là cái thằng tích phân là từ đây mình suy ra này ha. Tích phân đi từ 0 đến 1 của là sin x bình dx này nó sẽ bằng nè. Đầu tiên là n bằng 0. Mình sắp vô công thức này nha. N bằng 0 thì mình được là cái này thì nó sẽ bằng 1. Cái này bằng 3. Vậy cái này mình ra được là 1/3, ok không? Rồi tương tự tăng lên n bằng 1. 1 thì trừ nha, đúng không? Trừ cho là 1, mình chia cho là 3 dư thừa. Nó nhân cho là nhân cho 7. Ok chưa? Sắp xỉ nha. Chú là khi mình ra n mà mình lấy tổng á, thì mình cho n chạy để lùi lại bước một số. Ra thêm công thức đó là a n cộng 1 ở bên trong là n, và khi n bằng 2 thì mình phải lùi lại một số. Và đây là đáp án của đề bài. Cái này bấm được bao nhiêu thì lấy bao nhiêu. Hiểu không? Đó. Ok, mấy bài khác tương tự thôi, có gì đó. Mình chỉ có 2 bài tương tự thôi nha. Ok. Rồi, có cái gì thắc mắc thì hỏi đi. Có gì thắc mắc bất kỳ điều gì ha. Hỏi thoải mái ha. Mình chú nè, n bằng 2 thì mình phải lấy dừng lại ở khai triển n bằng 1 chú nha. Ở đây là ứng với n bằng 0 nè. Đó, đây là n bằng 1 nè. Đó, dừng lại nghe n bằng 1 chú nha. Đó, thắc mắc gì thôi. Ok, mình sẽ cho một cái bài nữa, cái gì là làm ha. Ở đây mình có 2 bài. Không gì thắc mắc đúng không? Hả? Dạ khoan nha, để em coi lại cái có gì hỏi thẳng luôn đi, có sẵn nói là hỏi luôn đi, cứ hỏi mọi thứ mình phân tích cho, được chưa? Rồi mình có cái bài tương tự này. Hả? Để em lướt lên trên. Lướt ở trên này ok. Gì nè ha. Cái khúc mà x mũ 4 là cộng 3 là cái nào mình cũng cộng 1 ở sao hết trơn. Đây mình nhìn cho mình đang integral tích phân cái này nè. Ok chưa? Mình áp dụng quy tắc nè. Dạ. X mũ alpha dx nè. Thì mình sẽ bằng là x mũ alpha cộng cho 1 chia cho alpha cộng cho 1, được không? Nó đang là 4n cộng 2 thì mình tăng lên một bậc là 4n cộng 3. Mũ bao nhiêu thì chia cho bấy nhiêu, được không? Còn toàn bộ kia là ghi lại hết. Được chưa? Hiểu không? Đó. Cái khúc này chị đó quen rõ là bỏ cái phần mà trừ 1 của n ra. Vì chuyện đối thì cái trừ 1 đâu, trừ 1 của n đâu có quan trọng nữa đâu. Cái công thức tổng quát của nó này nha, là r nè, ok chưa? Nó sẽ nhỏ hơn của là ở đây n cho dễ học, đây có n cộng 1 đây, nó như nhau thôi nha, được chưa? Nha. Cái này là triệt đối thì kết quả của nó phải là số dương, ok chưa? Thì an là cái này nè, nhưng mà nó có dấu trừ 1 mũ n, triệt đối đó mình bỏ luôn trừ 1 mũ n, được chưa? Tức là mình phá luôn triệt đối, hiểu không? Đó. Đó, nó như thế. Vì có dấu triệt đối nên mình bỏ luôn cái trừ 1 mũ n. Ok không? Hiểu không? Đó. Rồi bắt đầu mình nhập cái hàm vô mình kho thôi, tới đâu dừng thì mình ở lại. Chú là lúc mình tính sắp xỉ nha, là mình khai triển cho tới n-1 thôi, chú nha. Ok không? Rồi mình sẽ có 2 bài tương tự nè. Bài 2 là đi từ 0 cho đến 1 của là e mũ trừ x bình dx. Ok ha. Nó cho mình sai số không được vượt quá là 10 mũ trừ 2. Ha. Rồi bài tiếp theo. Bài số 3 là từ 0 đến 1 của là sin x trên x. Thì dx cái này mình sẽ tính là nó sẽ không vượt quá là cũng 10 mũ trừ 2 luôn. Ok ha. Đó. Làm bây giờ cái gì chụp lên mình check giùm cho.